Chôm chôm hôm nay chín rồi nè cả nhà. Cái trái hôm bữa nó còn xanh xanh đó, bữa nay nó ửng vàng thấy không? Trái ớt này hôm nay nó lớn rồi, cái nó bị bớt cái màu tím rồi nè cả nhà. Lúc nhỏ thì cái màu tím đẹp lắm, lớn lên cái nó phai màu. Hôm nay cái đậu đũa của mình đó cả nhà, nó dài rồi nè, lớn trái rồi. Trái này là mình ăn được rồi nha cả nhà. Nè, còn non nè. Đậu đũa. Mình trồng được có mấy dây à? Bên đây nữa nè. Đó. Rồi, xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày mới luôn vui và nhiều sức khỏe. Hôm nay chú Tám của nó nghỉ ca về chơi. Rồi bây giờ đột xuất quá, không có chuẩn bị mồ màng đồ gì hết. Bây giờ Bảy sẽ xuống dưới ao bắt một con cá lóc lên. Cá lóc hôm bữa mình đã nuôi, mình gọng hôm nay cả nhà. Rồi mình bắt lên rồi mình sẽ làm món mà chưa biết làm món gì. Thì bây giờ mình bắt lên rồi mình làm, mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem chơi một chút. Bữa nay cảm nữa rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây bắt cá lóc lên nghe cả nhà. Hai cá lóc mình gọng hôm nay cũng lâu rồi, bự cho bá luôn á. Để mình giờ bắt lên chín vậy á. Ủa cho ăn nhà, dư thức ăn ổn ớt kìa, không mới gãi cho ăn sáng. Còn con nữa nè, hai con coi đi, hai con lắm. Bữa nay chú Tám nó làm bếp chín ướp. Nãy ướp có gì vậy? Có rượu nữa hả? Có rượu nữa, nêm, nước mắm, đường, một ngọt thôi, có gì đơn giản thôi. Rồi, vậy là bữa nay mình hấp cá cả nhà ơi. Tiếp tục hấp. Mà hấp này kêu bằng hấp gì đây? Nói chung không có cái gì hết trơn, là chỉ hấp tỏi. Tỏi hấp hành rồi vậy thôi chứ. Hành. Tại vì mình làm cái này không có chuẩn bị trước đó cả nhà. Cho nên ở nhà giờ còn cái gì thì mình làm đó. Có tí rượu nữa nha. Rồi cái này kêu bằng hấp gì, hấp thập cẩm. Rồi đây nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ để lên cái lò, cái nồi như vậy mình hấp. Bữa nay mình hấp bếp ga nha, tại vì thời gian có hạn. Chiều chú Tám nó còn về rước con nữa cho nên hấp bếp ga cho nó lẹ. Không có hấp bếp củi ở ngoài vườn. Giờ mình sẽ đậy nắp lại. Có thêm con ốc nữa. Bây giờ mình sẽ cắt mớ rau sống để mình hồi mình ăn kèm với cá lóc hấp đó cả nhà. Cho đỡ ngán. Đây nè. Cho phần cua thì tại đây luôn. Đây. Cho phần cua này mùa mưa á cả nhà. Cho nên cho phần cua nó mọc nhiều lắm. Cả nhà. Như mấy cái hột là cả nhà thấy nè. Đó, hột này là nó còn tươi nha, nó chưa già nè, như cái hột đen nè. Hột đen đen nè, là nó đã già rồi. Già cái nó sẽ rụng, rụng xuống nó sẽ mọc lên tiếp tục. Đó. Cho nên có ăn hoài à. Còn này là rau húng lũi. Trời thơm lắm cả nhà. Thứ vài cộng mình bẻ vô mình ăn kèm vô chung cho nó khơm khơm đâu. Bữa nay không có phụ nữ ở nhà, vợ của Bảy thì bận công chuyện không có về, cho nên có những người phụ nam không à, cho nên phụ nam vào bếp.
Dạ, đi hái rau rửa rau luôn. Quá ngon. Y mô này. Này rửa mặt cũng mát nữa. Chưa, cần... chưa chưa hít hà rồi đó. Năm không bao mùi cay rồi được nói chị ăn. Bây giờ báo cáo với cả nhà là tình hình là trời đang mưa nha cả nhà. Cả nhà thấy hột mưa rớt bay bay không? Ồ, chùm chùm kìa. Vàng ửng chân à. Thì cả nhà thấy dĩa rau tươi không? Rất là tươi. Tươi xanh. Không một miếng sâu. Wow, nức nở thè lè. Gần chín rồi cả nhà ơi. Gần thì chứ chưa nha. Trong lúc đợi chờ cá chín ra hái vài trái chôm chôm ăn luôn cả nhà ơi. Từ từ có chừng rớt. Ui. Oh. Bây giờ chín rồi nè cả nhà. Nó banh thay ra rồi. Nó banh chành bành chành tạch luôn rồi nè. Rồi lấy ra lấy ra. Đây nè cả nhà. Rất là thơm nha. Có cái mùi tiêu nữa. Có tiêu nó thơm, với lại nãy mình có chế miếng rượu á cho nên cá nó không có bị tanh. Bán mùi rồi. Rồi hôm nay xin mời cả nhà like rai làm xương xương với gia đình Bảy nha. Cúng đất đai viên chạch rồi ha. Cả nhà mình làm ly ha, trời chuyển mưa rồi. Trăm trăm nè. Hồi nãy tự nhiên ông gớt mấy hột mưa rồi giờ ông nắng lại may á. Ôi ôi đã quá anh Tám ơi. Đây là chú Tám, em kế của mình thứ bảy, đây là thứ tám. Còn anh Áo Xanh là anh rể thứ hai á nha. Cá lòng lòng có bị dài ha lòng lòng. Trời ơi cả trăm năm rồi đó anh hai. Cá cầm vô lũi còn... Cho con lũi tí tô được rồi. Bác Bảy cũng làm miếng này chứ. Vô liền. Rồi, xin mời cả nhà uống với bảy miếng rượu nha. Bác hai à? Đi rồi. Hấp nãy hấp gì đây hay vàng? Hấp hấp cẩm, hấp từ lưa hả? Không biết giống như là mấy kia hấp gì luôn đó. Rượu vậy đó. Đây cái đó có đồ rượu. Có rượu. Đây nè cả nhà. Nhìn miếng cá rất là ngon. Ôi ôi chưa một miếng nè. Xin mời hai vị khách quen thuộc vô trong tệ xá. Dạ bắp. Đậu bắp, cái đậu bắp. Bắp mà cao vậy đó hả? Ngon ha. Đó, lạ. Giới thiệu cả nhà, cái cô bằng áo cam đây là vợ của chú Tám đó, là thím Tám nó đó. Đang có bé Pi nữa rồi. Chị hai quen quá khỏi giới thiệu không? Chị hai là quá quen rồi. Hai cái bò hồ lô đó để khô. Chứ đâu có ai ăn cái đầu đó. Đó. Hồ lô đẹp. Nó bùi ngon không ơi? Đúng rồi, chín thì nó ngon, ở đây chắc chưa chín kịp. Tỏi mà bỏ vô lẩu quá ngon. Dạ, hấp tỏi mình bỏ vô nhiều ăn cũng ngon bò. Cứ chín là bùi vậy thơm. Rồi chú Tám nó hiểu ý đồng đội hết sức. Chỉ cần gấp một miếng cá thôi chú Tám nó thảy một miếng rau liền.
là ý nó là kêu thôi bảy ăn rau đi đừng ăn cá. Trời chứ chú Tám nó hiểu ý đưa miếng rau thảy vô kẹp liền. Rau trồng luôn á hả? Rau này trồng luôn. Đảo quá. Ừ, rau trồng á. Mời cả nhà nha. Trời ơi, đúng là anh hai đâm mớt cay hít hà luôn anh hai. Thêm con ăn được hả? Được. Thêm nữa vậy thêm mớt nữa vậy. Thêm mớt nữa. Con ăn thêm nữa. Đây nó nước da dữ hơn. Đây. Chợ đó là giòn cả nhà. Giòn. Này chôm chôm Thái nha cả nhà, chứ không phải chôm chôm sa hoa hồi xưa nha. Chôm Thái á. Chứ mà để chín. Giống chôm Thái. Xin mời. Xin mời cả nhà dùng. Cảm ơn. Dạ. Yeah. Vậy đó. Vậy mới ngon kìa. Ngon cả nhà. À, mình làm món cá lóc hấp chỉ đơn giản vậy thôi, nói chung á, có tiêu nè, có hành nè, có tỏi nè, cảm luôn á, với lại bẻ mấy cọng rau vườn vô rồi chứ làm chén muối ớt đơn giản vậy mà ngon. Tại vì cái mồi này kêu bằng là đột xuất, không có tính trước luôn, không có gì tính trước luôn. Thôi mình cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye. Hẹn ngày gặp lại. Uống mấy ly vô mặt đỏ sần luôn rồi, huyết áp cao nữa rồi anh hai ơi. Now, go.